đang từ Ma Chí Thọ rẽ trái về hướng đường dẫn cao tốc Long Thành thành phố Hồ Chí Minh nghe anh em. Bây giờ tôi sẽ rẽ phải vào Nguyễn Thị Định nha. Thì anh em rẽ phải thì sẽ nhanh phải vào bình thường thôi, nhưng mà anh em lưu ý nè, ở đây có cái bảng cấm ô tô nha. Bảng này là sáng nào mấy ảnh cũng phạt nhiều anh em bị lắm nè. Đó, anh em nhìn nè, cái bảng ô tô đó. Bảng đó là cấm ô tô vào nè, anh em đi nè, 6 giờ đến 9 giờ nha, 6 giờ đến 9 giờ sáng nha, buổi chiều thì 16 giờ đến 19 giờ nha. Cho nên là khung giờ sáng đó là đây nè, anh em thấy nè nó. Cái bảng đó. Cho nên khung giờ sáng anh em đi là anh em chú ý nha. Sáng là tôi đi tôi gặp nhiều anh em bị lắm anh em ơi. Phạt quan lắm đó nha. Đây là cái bảng trước mặt nè, anh em thấy nè, nhiều bảng lắm. Xe đông quá. Đó anh em thấy cái bảng khúc lùm cây không? 6 giờ đến 9 giờ nha, 16 đến 19 giờ nha. Còn bây giờ tôi đi là nó là 9 giờ tối rồi cho nên vẫn đi được nha anh em. Anh em lưu ý nha. Nó cấm theo khung giờ đó cho nên anh em mà lọt vô khung giờ cấm là bị phạt nha anh em.